Giờ tôi sẽ giới thiệu sơ về cái hàm start cũng như là hàm update trong Unity này. Thì cái hàm start thì thực sự thì nó có ghi chú ở đây luôn này, là start được gọi một lần ở cái frame đầu tiên, và update sẽ được gọi từng frame, có nghĩa là gọi ở tất cả các frame. Thì frame là gì ạ? Đơn giản thì nó là cái FPS. Nói chung là mọi người chơi game thì chắc mọi người sẽ quan tâm tới cái này, đó là FPS. Thì đối với những con game, những cái máy mà chắc là có đồ họa gọi là có Intel đời thứ bảy, đời mới nhất, cũng như là card đồ họa GTX 30 mà người ta dùng để cày Bitcoin á, thì nó sẽ có FPS tầm 1000, 2000 gì đấy đúng không? Và đối với con game, cái máy mà tôi đang stream đây thì chắc là FPS nó tầm đâu đó 30. Thì đơn giản là FPS càng cao thì nó sẽ gọi cái update này càng nhiều lần, và cái game của chúng ta nó sẽ càng mượt hơn. Đấy. Rồi. Thì để mà cái battle của chúng ta có thể di chuyển theo con chuột, thì đầu tiên là chúng ta cần tìm cái vị trí của con chuột đó. Thì để tìm vị trí con chuột thì và cái battle của chúng ta nó di chuyển liên tục, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm update nhé. Và để tìm vị trí con chuột thì chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là cái gì, hàm hay là cái gì nhỉ? Nói chung là cái vị trí con chuột thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái variable là input.mountPosition. Đây. Đây chính là cái vị trí của con chuột khi mà chúng ta chơi game trong Unity. Và bây giờ tôi sẽ debug log. Bây giờ chúng ta sẽ tìm thử xem là cái vị trí con chuột này nó sẽ như thế nào nhé. Input.mountPosition. Ok. Đây thì khi các bạn run game nó sẽ debug, ok, và coi console đây thì nó sẽ liên tục là ghi ra những cái vị trí của con chuột hiện tại đang đứng đó. Thì như các bạn đã thấy là nếu mà tôi để con chuột ở góc trái màn hình như thế này thì cái vị trí con chuột của chúng ta đó ra đang là đây, không, như là nó đang là gần với không không không, thì vị trí của chúng ta nó sẽ được hiện thị trên một cái vector 3 chứa ba giá trị, tức là x, y, cái phần tử đầu tiên là x, phần tử thứ hai là y, và phần tử cuối cùng là z. Thì chắc là nãy đang thử cái này mà nó mất tiêu rồi. Thì nếu tôi để con chuột ở cái góc trái dưới màn hình như thế này thì cái vị tọa độ chúng ta nó sẽ là gần với không không không, có nghĩa là với cái màn hình skin của chúng ta thì nó sẽ được vẽ theo một cái tọa độ là trục x tương ứng với cái trục x và trục y tương ứng với cái màn hình này của chúng ta, và cái góc tọa độ của nó có nghĩa là không không thì nó sẽ nằm ở góc trái dưới của màn hình skin này. Rồi. Và để mà di chuyển cái paddle này theo cái con chuột thì đầu tiên là đơn giản là như hồi nãy tôi có giới thiệu là cái phần transform này nó sẽ quyết định cái tọa độ, cái vị trí của một vật thể trong Unity. Thì để di chuyển cái paddle này thì đơn giản là chúng ta sẽ lấy cái transform.position và chúng ta sẽ đổi cái vị trí của nó, đổi cái giá trị của nó thành input chấm mouse position đi. Cái bản đồ chúng ta đâu nhỉ? Nó nằm hơi xa rồi các bạn. Ok. Thì tôi hơi nhầm một xíu, thì cái input position này thực chất nó là một cái tọa độ
của con chuột, nhưng mà cái tọa độ này nằm trên cái screen chứ không phải là work position đây. Như các bạn có thể thấy là hồi nãy chúng ta test thì cái tọa độ của con chuột chúng ta nằm ở 550 và 148, nhưng mà thực chất là cái tọa độ nó nằm ở cái tọa độ thực chất của nó nằm trên screen thì nó đâu đó nằm ở đây. Thì nếu nó nằm ở đây thì đâu đó nó sẽ khoảng trừ 3 và trừ 0,8 thôi. Đó, thì tại sao lại như vậy? Tại vì cái tọa độ của con chuột này thì nó sẽ lấy là tọa độ screen chứ không phải là tọa độ của work screen, có nghĩa là tọa độ những cái vật thể chúng ta đang đứng ở đây. Thì để chuyển sang work screen thì chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là cameraman chấm screen to work point đây. Thì đơn giản là cái hàm này của chúng ta nó sẽ lấy cái thằng camera của chúng ta hiện tại, camera cái screen cái màn hình của chúng ta ấy, và nó sẽ chuyển cái tọa độ của con chuột từ cái tọa độ screen sang tọa độ của work, là tọa độ những vật thể bình thường. Thì tôi nghĩ là nó ổn rồi đó, test thử nha. Hơi lỗi một xíu là tại sao nhỉ? Cameraman. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử debug luôn cái tọa độ này nhé. Rồi, như mọi người thấy là nếu tôi để con chuột ở đây đi thì tọa độ của nó sẽ là trừ 0,3 và trừ 1,6 và trừ 10. Nhưng mà không biết cái bản đồ ở đây đúng không mà ta. À, nó không phải là lỗi mà là thực chất thì cái vị trí của chúng ta mong muốn là đúng rồi, nhưng mà cái main camera này nó có tọa độ Z nó là trừ 10, nên là cái thằng bắt đồ của chúng ta nó cũng sẽ là trừ 10 luôn. Thì để tôi chuyển sang cái phần 2D ở đây đi. À, 3D chứ, đây đây đây. Đây, đây là camera và cái thực thể của chúng ta trong tọa độ 3D. Thì đây là cái camera, và các bạn có thể thấy là ở cái review camera này thì hiện tại chúng ta sẽ không thể thấy được cái bed đồ. Tại vì sao? Tại vì cái thằng camera nó sẽ không chiếu xuyên qua được cái bed đồ được. Và nếu muốn nó chiếu xuyên qua thì các bạn sẽ kéo cái Z nó xuống một xíu như thế này. Đó. Thì khi mà chúng ta kéo cái Z đó qua quá 10 á thì cái bed đồ chúng ta nó sẽ hiện lên. Ok. Tại vì khi này thì camera nó đã chiếu xuyên qua được cái bed đồ rồi. Như các bạn có thể thấy ở đây. Đó. Thì nó sẽ đập vào mắt ta nên là ta có thể thấy được. Ok. Rồi vậy thì làm sao để nó ấy bây giờ nhỉ? Đầu tiên thì để nó cái bản đồ có thể thấy được thì chúng ta sẽ phải làm có một cách, là một là chúng ta có thể cộng thêm một cái vector tree ở đây. Nói chung là chúng ta sẽ cộng thêm một cái giá trị z nào đó để cái vector này nó hơn nó cái z của nó sẽ hơn cái z của camera, nhưng mà cách đó thì nó hơi tù. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái hàm khác đi, gọi là vector 2 z mouse position. Thì cái hàm này của chúng ta sẽ đơn giản là nó sẽ lấy cái tọa độ của thằng con chuột, nhưng mà nó sẽ chừa cái thằng Z ra, nó sẽ chừa cái thằng Z ra và để mà thằng Z nó sẽ là mặc định là không. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái này, đặt là mouse position đi, và chúng ta sẽ gán lại cái mouse position chấm Z để bằng không đó. Và khi ồ, sao nó bị lỗi gì ta,
À, chúng ta không return ra. Return. Và khi mà chúng ta cần cái tọa độ của con chuột thì đơn giản là chúng ta sẽ gọi cái hàm này thôi. Rồi, ok. Navigation. Rồi, và bây giờ thì cái vết đồ nó đã di chuyển theo cái con chuột theo đúng ý chúng ta muốn rồi. Và bây giờ thì trong game cuối cùng của chúng ta thì nó sẽ không di chuyển theo con chuột đúng như vậy được. Nó chỉ có thể di chuyển, một là di chuyển sang trái hoặc là di chuyển sang phải thôi. Thì để làm được như vậy thì bây giờ đơn giản là khi mà lấy cái tọa độ của chuột thì chúng ta sẽ bỏ qua cái góc Z, Y và Z luôn, có nghĩa là chúng ta sẽ không thể di chuyển lên trên được. Đấy. Và chỉ di chuyển theo tọa độ X sang trái hoặc sang phải thôi. Ừ, và get mouse và lấy cái thằng mouse chấm Y này, nó sẽ bằng luôn với cái thằng vị trí của nó sẽ bằng luôn vị trí của thằng paddle này. Thì ok, để chạy thử xem nó có ổn chưa nhé. Ok, thì đã đúng với ý của chúng ta mong muốn rồi. Rồi, phần tiếp theo sẽ là cái gì ta? Bone. Phần tiếp theo sẽ là bone. Ok, và công việc tiếp theo sẽ là đầu tiên, đó là cái bone này. Đầu tiên thì khi mà vào một cái level bất kỳ, cái bone này nó sẽ nằm trên cái paddle này. Và sau khi chúng ta bấm vào chuột trái thì cái bone này nó sẽ bắn ra. Đó. Và đó là khi mà cái tựa game bắt đầu. Ok. Thì đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái gravity scale này đi đã. Tại vì lúc đầu thì nó nằm đây và tôi không muốn nó rớt xuống dưới. Đó, ok. Và để đầu tiên là chúng ta sẽ dính cái bone vào cái bed đồ. Dính cái bone vào bed đồ. Ok, bây giờ sẽ tạo thêm một cái clip mới là bone đi. Kéo nó vào đây. Ok. Thì công việc hiện tại của chúng ta đó là chúng ta sẽ có một cái bed đồ ở đây và một cái bone dính ở trên đây. Và khi mà cái bed đồ nó di chuyển sang trái hoặc là sang phải thì cái bone này của nó cũng sẽ phải dính ở trên cái bed đồ này. Đấy. Và thì làm sao để làm được như vậy? Thì đầu tiên nó là vẽ một cái trục XYZ ở đây. Ok. Thì như hồi nãy tôi đã giới thiệu thì cái bất kỳ một vật thể nào trên Unity thì nó sẽ cũng sẽ áp dụng một cái tọa độ. Ví dụ như cái bed đồ chúng ta nằm ở đây. Tọa độ của nó là 3 1. Ok, thì cái banh nó nằm ở trên cái bed đồ nên là tôi sẽ mặc định nó là 3 2 đi. Thì thực chất nó không phải là 32 đâu, có thể là 33 hoặc là 34 gì đấy. Thì thôi cứ để là 33. Thì để mà biết được để mà quy định được cái thằng bone này nó nằm ở trên cái bed đồ thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần biết được đó là cái khoảng cách của hai cái thằng này. Ví dụ như là thằng bed đồ là 31 và thằng bone là 32 thì cái khoảng cách của nó sẽ là 0,1. Nó lấy 32 này, nó trừ ra 31 thì nó sẽ là 0,1. Và đây là khoảng cách của hàng nó. Và
Khi mà cái pedal nó di chuyển sang trái hoặc sang phải thì chúng ta chỉ cần lấy cái tọa độ của thằng pedal và cộng lên cái khoảng cách này thì nó sẽ ra lấy ra được cái thằng tọa độ của thằng bôn, và khi đó thì cái bôn nó sẽ dính vào cái pedal này luôn. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải lấy được cái giá trị của thằng pedal. Gọi là transform đi, pedal đó, đó là cái chúng ta cần có đầu tiên. Cái thứ hai là cái giá trị, cái khoảng cách của hai thằng đó thì tôi sẽ gọi nó là offset. Ok, và cái hàm start như hồi nãy chúng ta giới thiệu thì nó sẽ gọi một lần khi mà game chúng ta chạy. Thì để cái bon đâu nhỉ, đây. Như hồi nãy tôi vẽ thì cái đầu tiên chúng ta cần đó là cái vị trí của thằng pedal, thì tôi sẽ đơn giản là kéo cái thằng pedal từ hierarchy sang cái chỗ transform này, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy được cái giá trị của nó rồi. Và sau khi lấy giá trị của nó thì chúng ta sẽ phải cần tính xem cái offset, có nghĩa là cái khoảng cách từ cái bone xuống cái pedal. Thì đơn giản là chúng ta sẽ lấy offset này để bằng với lại transform.position trừ cho pedal.position. Đó là khoảng cách giữa hai cái vật thể này. Và khi mà chúng ta sẽ tiếp tục với hàm đen nhé. Thì khi mà chúng ta di chuyển cái pedal sang trái hoặc sang phải thì chúng ta sẽ liên tục cập nhật cái vị trí của thằng bone này dựa theo cái vị trí của thằng pedal cộng thêm cái offset. Đó, đơn giản là vậy thôi. Transform.position sẽ bằng với lại bezel.position cộng với offset. Có bị gì ta? Cộng không thể vector 2 và vector 3. Cái lỗi này có nghĩa là chúng ta không thể cộng được một cái vector 3 với lại vector 2. Thì cái position này nó là vector 3 với 30 XYZ, và cái offset là tôi quy định là vector 2. Thì chúng ta có thể nhiều cách để sửa cái này, thì đơn giản là thôi cách đơn giản nhất là đổi cái này thành vector 3 đi. Đó, ok. Rồi, chạy thử xem được chưa nhá. Ok, thì bây giờ cái bone của chúng ta nó sẽ đã dính vào cái pedal rồi. Đó. À, còn một vấn đề nữa thì phải, nhưng mà người có thể thấy là khi mà tôi di chuyển cái pedal nó ra khỏi cái màn hình như thế này thì nó cũng sẽ ra khỏi cái màn hình. Và nói chung là những người mua game thì nó sẽ không muốn điều này, người ta sẽ không muốn điều này, nên là cái này nó bây giờ chúng ta sẽ pick cái đổi này lại. Và cái này nằm ở trong pedal thì phải. Ok, thì để mà quy định cái pedal nó sẽ không đi ra khỏi cái map của chúng ta, có nghĩa là nó sẽ không ra khỏi cái giá trị đầu tiên là cái giá trị 8 trừ 8,56 này, nó sẽ không phải đi ra được khỏi đây, và để trừ 8 thì cho đẹp, và nó sẽ không thể đi qua bên phải được quá 8 đó, nó sẽ không qua phải được quá 8. Thì để mà nó sẽ không đi được thì chúng ta sẽ quy định có một cái hàm gọi là đây đi, mount position, và chúng ta sẽ quy định là cái hàm cái tọa độ z của pedal này nó sẽ không đi quá được trừ 8 và 8. Thì đầu tiên là chúng ta phải nhập cái giá trị đó vào đã. Cái series view, à quên nói mất, cái series view này đơn giản là khi mà thêm vào một cái khi chúng ta để một cái bình thường như này in gọi là min min x đi, thì khi mà chúng ta để bình thường như thế này có nghĩa nó sẽ là mặc định, nó là private. Thì đây là liên quan đến hướng đối tượng, thì chắc là những phần sau tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn private. Còn nếu khi mà để series view, à từ để private trước đã, đây in private, thì khi chúng ta mở từ cái Visual Studio này sang Unity này,
Thì như các bạn có thể thấy là cái thằng body của chúng ta nó không hề có cái giá trị x này ở trên cái inspector. Nhưng nếu chúng ta để serif view vào thì trên inspector nó chúng ta sẽ có một cái giá trị là min x ở đây và chúng ta có thể nhập vào. Đó, thì đây chính là cái công dụng của thằng serialize view. Và chúng ta sẽ cần phải nhập vào hai thứ, một là min x và max x để giới hạn cái thằng bắt đồ này trong cái giá trị của min x và max x. Hồi nãy tôi min x là bao nhiêu? Chữ 8, ok. Và thằng max x nó sẽ là 8. Rồi. Và để giới hạn cái thằng x này thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là max.clam. Ok, giá trị đầu tiên của chúng ta sẽ là cái mà chúng ta muốn giới hạn là thằng x của thằng mouse. Cái thứ hai sẽ là min x và cuối cùng là max x. Ok, chạy thử xem ổn chưa nha. Hy vọng là nó sẽ ổn đi. Rồi, nhưng mọi người có thể thấy là khi mà tôi di chuyển con chuột nó quá vào quá cái thằng này hoặc là quá bên trái hoặc là quá bên phải thì nó cũng sẽ không di chuyển ra khỏi màn hình. Đó. Và có cái gì có cái bone nó hơi là lạ. À, hồi nãy là cái bone của chúng ta nó lấy cái offset là từ cái vị trí của nó và cái thằng bắt vị trí của thằng bắt đồ. Thì đơn giản để fix như vậy thì các bạn cứ để khi mà bắt đầu game thì các bạn đặt cái thằng bone này nó nằm trên cái thằng bắt đồ và nói chung là lấy nó nằm ở cái vị trí mà các bạn mong muốn ở trên cái thằng bắt đồ thì nó sẽ fix được cái lỗi kỳ cục hồi nãy. Ok rồi.